Thưa quý vị, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm soát vào ra tại các khu dân cư, mới đây Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã ban hành hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, phường, xã triển khai kiểm soát vào ra qua quét QR code khai báo y tế điện tử tại các khu dân cư. Bước đầu, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang đã tiên phong thí điểm mô hình này tại các khu dân cư trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nếu như trước đây, việc kiểm soát 15 chốt ra vào tại 10 thôn của xã Hòa Phước được thực hiện thông qua phương án thủ công là lập sổ, ghi danh sách, vừa tốn thời gian, dễ gây ùn ứ người chờ đợi để được ra vào các thôn, cũng như khó truy vết các trường hợp F0, F1 ra vào thôn, thì nay nhờ ứng dụng app eTicket để quét mã QR code của người dân thông qua khai báo y tế điện tử, việc kiểm soát lượng người, phương tiện vào ra, phát hiện những người có nguy cơ về dịch bệnh trở nên đơn giản, nhanh chóng và thuận lợi hơn. Khi các công dân đến thì hướng dẫn họ khai báo y tế xong thì là các bạn mở phần mềm ra quét, và phần mềm quét xong và sau một ngày là chúng ta có thể thống kê được là biết bao nhiêu người ra, bao nhiêu người vào cụ thể. Và trước đây trong cái khai giấy ấy, là nó cũng có một cái yếu nữa là ghi đầy không đầy đủ thông tin, nhưng mà bây giờ là khai báo y tế điện tử ấy, thì trang đó đầy đủ thông tin, chẳng hạn ông A là ông ở cái vùng đó là có phải là vùng đỏ hay không hoặc là vùng xanh không, thì sau một ngày quét là tôi biết là bao nhiêu người từ về từ vùng xanh hoặc là đi ra từ vùng xanh hoặc là vùng đỏ hoặc là vùng vàng. Hiện tại 15 trên 15 chốt kiểm soát của xã Hòa Phước, cán bộ xã được cấp tài khoản để quản lý chung danh sách ra vào hàng ngày tại các chốt. Công tác tập huấn về ứng dụng cho lực lượng chức năng, tình nguyện viên tại các chốt về ứng dụng đã được địa phương triển khai kỹ. Trong quá trình tập huấn thì tụi em được tập huấn đầy đủ về kỹ năng mà khai báo y tế, quét mã, rồi đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào ra vào trong cái thôn mình đó. Những ngày qua, địa phương cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về ứng dụng này trong kiểm soát ra vào khu dân cư. Qua bước đầu thử nghiệm quét mã QR code thông qua khai báo y tế, việc lưu thông vào ra tại các chốt đã thông suốt hơn. Những người dân chưa nắm được thông tin sẽ được tình nguyện viên hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, hiện tại các chốt vẫn chưa có sẵn mạng Wi-Fi 3G, 4G gây khó khăn cho việc truy cập, khai báo và quét mã. Bước đầu, xã Hòa Phước chủ động nguồn kinh phí hỗ trợ 4G cho lực lượng trực chốt để việc kiểm soát được thông suốt. Thưa quý vị, như vậy là chỉ mất chưa đến 3 giây cho một lần quét mã QR code trên thiết bị di động thông minh, thì lực lượng chức năng tại các chốt có thể kiểm soát một cách chặt chẽ, chính xác lượng người, phương tiện ra vào các khu dân cư, qua đó góp phần giữ vững những vùng xanh. Về lâu dài, nếu được thí điểm và triển khai một cách rộng rãi thì sẽ góp phần giảm tải áp lực cho lực lượng chức năng tại các chốt, cũng như giúp thành phố kiểm soát một cách hiệu quả hơn dịch bệnh COVID-19.